Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh tăng cường đã tiến sát đến biên giới nước ta, mang theo mây ẩm và gió rét. Vì thế, tại khu vực Bắc Bộ thì sẽ tiếp tục duy trì nền nhiệt về đêm và sáng sớm từ 16 đến 19 độ, ở vùng núi từ 13 cho tới 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ thấp cùng với độ ẩm cao khiến cho trời khá rét buốt. Và dự báo đợt rét này tại Bắc Bộ sẽ còn kéo dài khoảng 1 đến 2 ngày nữa, đến ngày 8 tháng 12. Sau đó, khi không khí lạnh suy yếu thì nhiệt độ sẽ tăng trở lại. Dự báo xa hơn, đến khoảng giữa tháng 12, Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mạnh khiến cho trời rét đậm, rét hại. Với khu vực Trung Bộ, mưa dông cũng trở lại từ ngày hôm nay. Tuy nhiên, do lần này chỉ có tác động đơn thuần của không khí lạnh chứ không có tác động của nhiễu động gió đông trên cao, nên cường độ mưa không quá lớn. Chiều và đêm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế thì có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Sang đến ngày 7 tháng 12, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 cho tới 24 độ. Vùng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao hơn khoảng từ 24 cho tới 26 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi thì sẽ từ 27 đến 29 độ. Còn khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận thì mức nhiệt cao từ 30 cho tới 32 độ. Nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước thời điểm này chính là ở các tỉnh thành phía Nam. Trời có nắng từ sớm với mức nhiệt tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 cho tới 30 độ và tại khu vực Nam Bộ thì ở ngưỡng từ 32 cho tới 34 độ. Dự báo chiều tối mai cả hai khu vực này sẽ có mưa cục bộ nhưng về lượng không đáng kể. Trên biển, ở khu vực phía nam của giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và phía nam của Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngày và đêm 7 tháng 12, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau thì có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Thưa quý vị, thời tiết diễn biến bất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh rỉ sắt trên cây cà phê phát sinh và gây hại. Bệnh gây hại chủ yếu trên lá cây cà phê. Ban đầu thì vết bệnh sẽ là một chấm nhỏ ở mặt dưới của lá và có hình bầu dục với màu vàng nhạt. Sau đó vết bệnh phát triển lớn dần. Các vết bệnh lớn thường có đường kính có thể đạt đến 1 cm. Trên bề mặt vết bệnh được phủ một lớp bột mỏng màu xanh vàng hay là vàng cam. Khi bệnh nặng, một số vết bệnh có thể liên kết với nhau tạo thành những mảng lá bị biến vàng, cháy khô và có thể rụng hàng loạt. Những vườn có lá rụng nhiều thì cây sinh trưởng kém và năng suất giảm đáng kể. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trị bệnh cho cây, cụ thể như sau. Lưu ý là trồng cà phê ở mật độ thích hợp, tránh trồng dày để đảm bảo độ thông thoáng. Cần có hệ thống tiêu nước để thoát nước thật tốt sau khi mưa và tránh ẩm thấp. Trong mùa mưa thì thường xuyên vệ sinh vườn cây, trừ cỏ dại, cắt tỉa cành chết, cành vô hiệu, nằm khuất trong tán để tạo sự thông thoáng cho vườn. Ngoài ra thì cũng cần lưu ý là bón phân tránh dư đạm vì sẽ làm cho vườn cây rậm rạp và dễ nhiễm bệnh. Nên sử dụng thêm các loại phân bón lá hoặc là phân vi lượng giúp tăng cường sức đề kháng bệnh cho cây, vừa làm tăng năng suất, chất lượng cà phê. Trong các tháng mưa thì cần phun thuốc phòng bệnh rỉ sắt cho cây 2 lần một tuần và đặc biệt là cần chú ý ở những vườn cây đã có lịch sử nhiễm bệnh. Khi cây chớm bị bệnh thì cần phun thuốc kết hợp với dầu khoáng để làm tăng cũng như là kéo dài hiệu lực trong mùa mưa. Như thường lệ, trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.